Mình là Thương Vlog. Hôm nay là vlog thứ hai của mình. Mình hôm nay trời mưa, mình không đi đâu được thì mình sẽ quay quang cảnh ở xung quanh nhà mình cho các bạn xem nhé. Mời các bạn theo mình. Là quang cảnh xung quanh nhà mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và cho mình một like, một subscribe để kênh mình được phát triển hơn. Cảm ơn các bạn.